một cái bí kíp giúp cho các anh chị vượt qua những cái vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những anh chị em ở đây, nếu như các anh chị đang thấy rằng là bản thân của mình đang gặp những cái vấn đề cuối tháng phải lo lãi ngân hàng, cuối tháng phải lo hóa đơn này, hóa đơn kia, và trong cái thời gian đó mình phải lo cơm áo gạo tiền, lo bỉm sữa, tất cả mọi thứ trong gia đình của mình, vậy thì đó có phải là nó có quá nhiều cái nỗi lo trong cuộc sống của mình hay không ạ? Vậy thì ngày hôm nay Phúc sẽ chỉ cho các anh chị một cái bí kíp để các anh chị không còn phải tập trung quá nhiều vào cái vấn đề và chúng ta sống trong cái nỗi lo đó. Bản thân của Phúc cũng từng nghe rất là nhiều câu chuyện về không biết làm thế nào để mà phát triển bản thân của mình, không biết làm thế nào để tập trung vào mục tiêu của mình, bởi vì cuộc sống có quá nhiều cái vấn đề luôn. Và chính một cái bí kíp đã giúp cho Phúc vượt qua cái điều này, và hiện tại một cái cuộc sống rất là tuyệt vời, và cái công việc của Phúc cũng rất là thuận lợi luôn. Và bí kíp Phúc chia sẻ ở đây đó chính là các anh chị có cho mình một cái mục tiêu ha. Trong một tháng mình có quá nhiều vấn đề nhỏ nhặt như Phúc đã chia sẻ với các anh chị đó, vậy thì tập trung vào chính cái mục tiêu, một cái con số để các anh chị chỉ tập trung vào đó thôi, và những cái vấn đề nhỏ nhặt đó chúng ta không phải vướng bận nữa. Các anh chị tập trung vào một cái mục tiêu của mình thôi. Và Phúc cũng biết rằng ở đây các anh chị cũng đã từng đặt cho mình mục tiêu nhưng mà không có đạt được. Vậy thì có một cái công thức để giúp cho các anh chị đạt được điều đó và giúp cho các anh chị gấp đôi cái thu nhập của mình lên ngay trong vòng 30 ngày. Các chị nào mong muốn nhận được điều này thì nhắn ngay dưới video này để Phúc hỗ trợ cho các anh chị chạm đến cái mục tiêu của mình, thay vì chúng ta phải trải nghiệm quá nhiều, thay vì chúng ta phải tập trung vào vấn đề quá nhiều các anh chị nhé. Rồi xin chúc cho cả nhà của mình sẽ sớm nhận được video này, sớm nhận được cái giá trị này, và sẽ cùng với Phúc ngồi lại thiết lập ngay cái mục tiêu cho chính mình các anh chị nhé.